đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao mỉm thương, cho nhắn đôi lời. Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu chiều nắng, ước hẹn về duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về. Trong nỗi nhớ đừng cho năm tháng xóa mờ thương. Lòng trái đi ngang phương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoại vẫn lâu chiều nào, hẹn thế duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về. Năm tháng xóa mờ thương nhớ, đêm nào chẳng thề. Đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chẳng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngàn phương. Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương, núi ngựa còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương. Để có được những tiết mục ấn tượng gửi đến khán giả là sự đầu tư nghiêm túc lẫn dàn dựng rất công phu, và cả cái tình của những người con miền Trung muốn đóng góp một phần nhỏ bé để lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về quê hương. Live show Đàm Vĩnh Hưng by Night năm với chủ đề Bước chân miền Trung hội tụ hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng nhất showbiz Việt Nam xuất thân từ mảnh đất miền Trung nghèo khó. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và công ty Tiếng Hát Việt thực hiện chương trình này nhằm tôn vinh các nghệ sĩ xuất sắc của miền Trung, và toàn bộ kinh phí thu được trong chương trình được dùng để gây quỹ từ thiện, chi trả viện phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện nhi ở các tỉnh miền Trung. Anh cũng dành thời gian để vinh danh những người con miền Trung có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Gần đây nhất, Đàm Vĩnh Hưng đã nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm, các khán giả cùng chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Bên cạnh đó, anh cũng đứng ra tổ chức đêm diễn gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong tất cả những live show mà anh tổ chức thì Thanh Giang ấn tượng nhất là vào năm 2011, chương trình Bước Chân Miền Trung. Vậy thì tại sao không phải là một cái tên khác mà là Bước Chân Miền Trung? Đó có phải là bước chân của người con miền Trung trở về khi đã thành danh nơi đất người không ạ? Người tiên phong thành đạt, Thanh mới nghĩ rằng là ô, tại sao mình không có một cái gì để tôn vinh người Trung mình ta? Đó, thế là liên hệ gom lại hết, đó là chưa đủ cho chương trình đó là chưa, còn nhiều người ẩn mình không chịu xuất hiện lắm. Hả? Người miền Trung ở đâu đâu cũng có người giỏi hết trơn rồi, hay rứa. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Bước Chân Miền Trung. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.